Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán của thầy Math Teacher nhỏ. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu các bạn cái vấn đề câu vần dùng cao để lấy điểm 9 cộng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đó là cũng thuộc chủ đề hàm số. Ta sẽ bài toán sau. Thì trong cái series cái bài toán những bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 12 rồi vần dùng cao để lấy điểm cao điểm 9 cộng trung học phổ thông quốc gia thi tốt nghiệp tuyển sinh đại học, thì các bạn chú ý là thầy phải làm nhiều bài toán mới được các bạn ạ. Một vài bài thì dân thường mình phải tập liên tục và như thế trở thành một cái thói quen của các em. Hôm nay ta sẽ cái bài toán sau. Bài này là thi vào của trường thi thử lần một của trường Hà Tĩnh. Biết rằng các số AB thay đổi sao cho hàm số FX bằng trừ X mũ 3 cộng với X cộng A lập phương cộng X cộng với X cộng B tất cả lập phương luôn đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến cộng vô cùng. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng A bình cộng B bình trừ đi 4AB trừ đi 4 trừ 4A trừ 4B cộng 2. Thế thì bài toán này các bạn thấy như thế nào? Đối với toán này các bạn thấy là ở đây yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất đây, của cái biểu thức P này. P này là hai biển số. Nếu bậc hai và một biển số thì chúng ta sẽ tìm đơn giản này, mà đây hai biển số. Cho rồi điều kiện được dấu ở đâu? Dấu trong cái điều kiện AB thay đổi làm những cái hàm số này luôn đồng biến đây khoảng này. Từ cái điều kiện này chúng ta sẽ tìm ra một cái điều kiện cho AB và dùng cái điều kiện đó để tìm giá trị nhỏ nhất của P các bạn nhé. Cho các em xem hình to một chút đây. Đây, chúng ta làm như thế. Cho nên là cái bài toán này là gì? Do đó điều kiện bước 1 là chúng ta phải tìm điều kiện để cái hàm số này đồng biến này. Điều kiện để hàm số đồng biến trên R đấy. Khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng chính là R. Từ đó dùng cái điều kiện này để tìm cái min P. Vậy bài toán này đường lối giải có hai bước quan trọng như vậy. Và các bạn thấy rằng để một cái hàm số đồng biến trên R là các bạn tìm điều kiện để y phẩy này sẽ lớn hơn bằng 0. Hàm bậc 3 thì bằng 0 là được các bạn nhé, với mọi sơ thuộc R. Đấy, các bạn nhớ như thế như vậy. Thì đáp án A là trừ 2, đáp án B là 2, đáp án C là trừ 4, đáp án D là 0. Ở đây thì rõ ràng là ta có thể chọn được cái bộ AB đấy để định vị cái này. Đấy, AB đang biến đổi. Cho đó bài toán này phải giải bằng bản chất vấn đề chứ không phải đoạn ra đoạn nó được. Có đối bài toán thì cũng có thể loại trừ được, nhưng đối bài toán này thì rõ ràng là chúng ta phải giải ra. Còn nếu các bạn thấy cái bộ số đấy tìm các AB thay vào đây thì rõ ràng mất thời gian hơn và cái tư duy làm ảnh hưởng đến những giải những bài toán nâng cao khác các bạn nhé. Bây giờ chúng ta giải bài toán. Thế thì các bạn chú ý cho thầy là gì? Đầu tiên là ta phải tính đầu hàng, đó là f phẩy x thì các bạn thấy ở đây này trừ x lập phương đầu hàm thì đây là trừ đi 3 x bình phương. Đấy. Còn x cộng a đầu hàm thì hạ 3 xuống đây có dạng u u mũ 3 đầu hàm tức là cộng với 3 nhân cho x cộng a tất cả bình phương. Tương tự như vậy x cộng b mũ 3 đầu hàm là hạ 3 xuống đây thì đây là x cộng b đây bình phương. Bây giờ các em khái triển ra đấy. Thì đấy có 3 x bình, 3 x bình trừ 3 x bình là còn lại 3 x bình.
cộng với, ở đây có 2a x cộng với 3 là nhân 3 là 3a 6a x, rồi 6b x thì thầy đặt là 6 ra ngoài, thì ở đây là a cộng b x. Rồi ok. Và tiếp tục là 3a bình phương cộng 3b bình phương. Cộng với 3b bình phương. Thì rõ ràng đấy có 6 có 6 có 3 này, cho đó ta rút gọn cho 3 thì ta chia 2. Dấu F phải R để đồng biến. Đấy. Cho đó điều kiện ở đây đồng biến trên R. Điều kiện ở đây là F phải R sẽ lớn bằng 0 theo yêu kiểu yêu giả thiết bài toán phải bởi mọi x thuộc R, mọi x thuộc R cái này sẽ tương đương với cho cái tam thức bậc khá này lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Muốn vậy thì ta ở đây các em có thể rút gọn cho 3 các bạn này không ảnh hưởng này. Cho đó x bình phương cộng với 2a cộng b x cộng 3 cộng a bình cộng b bình phải lớn bằng không với mọi x thuộc S. Vậy điều kiện ở đây là ta sẽ xét cái delta phẩy. Thế phải có 2 các bạn, delta phẩy bằng b phẩy tức là bằng a cộng b. Ở đây hệ số a dương rồi các bạn nhé, tất cả bình phương trừ đi ac, ở đây trừ đi a bình phương cộng b bình phương. Để một cái tam thức bậc hai mà luôn lớn bằng không với mọi x thuộc r thì điều kiện là hệ số a dương và delta nhỏ bằng không. Thì từ đây các em rút gọn ở đây cho a bình đây, thì đây sẽ là tương đương với a nhân b nhỏ bằng không. Đây là một cái điều kiện này rất tốt, rất quý giá. Đấy, điều kiện này phát sinh từ sự phân tích bài toán giống như Polya đấy, một cái dự kiện rất cần thiết để giải bài toán. Các bạn có thể đọc lại cái phương pháp quy trình 4 bước giải bài toán của Polya mà thầy đã nêu trong kênh học toán của thầy rồi. Có 4 bước quan trọng để chiếm lĩnh những bài toán nâng cao. Cũng giống như người tập võ Lý Tử Long, Tiểu Long chẳng hạn, thì Lý Tử Long nói là tôi không ngần ngại gì người tập 1.000 cú đấm, 1.000 cú đấm mà tôi trân trọng, và người tập một cú đấm 1.000 lần tôi sợ người tập cú đấm 1.000 lần. Một kỹ năng về tập đi tập lại thành thạo các bạn nhé. Và trong karate, môn võ karate, karate đô của Nhật Bản đó. Ở đây không phải là một vỏ samurai đâu, các bạn thấy đô đấy. Thì họ nói có một nguyên tắc, đó là nguyên tắc xuyên qua, tức là một công phá thì mình bị xuyên qua, mình qua mục tiêu, tức là mình phải là tập đi tập lại. Thầy nói các em muốn lấy 9 cộng thì kiến thức các em phải là 10 điểm mới được lấy 9 cộng được. Trừ đi một số cái thì mình công phá được 9 cộng. Đấy. Phải xuyên qua, xuyên qua một cái mục tiêu như thế này. Mình phải xuyên qua, còn mình mà chạm ở đây thì nó sẽ là tù lực, sẽ không vượt qua được. Mình công phá phải xuyên qua các bạn nhé. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đấy. Đây, chúng ta tiếp tục các bạn. Ok. Vậy đây là một cái điều kiện rất quý giá để chúng ta giải bài toán. Bây giờ chúng ta xét cái P của chúng ta. Bây giờ muốn hay không muốn thì chúng ta phải biến đổi cái P để theo như thế này là chưa được. Cho nên chúng ta sẽ biến đổi này. P sẽ bằng này. Ở đây ta sẽ tạo ra một cái bình phương thì phải cộng với lượng A2AB, cho đó ở đây ta sẽ có là A cộng B tất cả bình phương trừ đi 4 nhân A cộng B, đấy, trừ đi 2AB cộng với 2. Đấy. Thì ở đây thầy sẽ làm một cái hàng đẳng thức có dạng là a bình trừ 4 a x bình cộng trừ 4 x phải là cộng 4, cho ở đây thầy sẽ bằng là a cộng b
trừ 2. Tất cả bình trừ cho 2AB. Đây là cộng 14 mà đây có 2 cho phải trừ đi 2. Đấy. Thì ở đây các bạn chú ý này. Là gì? Ở đây các bạn thấy là cái biểu thức này A cộng B trừ 2 này, tất cả này bình phương sẽ lớn bằng cộng thì các bạn biết rồi. Các bạn học sinh trung học cơ sở sẽ biết điều này. Rồi AB nhỏ hơn bằng 0 đến trừ 2AB sẽ lớn bằng 0. Do đó cái này sẽ lớn bằng âm 2. Đấy. Vậy thì giá trị nhỏ nhất là âm 2 là ở đây các em chọn đáp án. Bởi vì sẽ AB sẽ có tồn tại. Ở đây giờ dọc P bằng âm 2. Bài này có thể cho học sinh cấp trường ở cái phần 6 này cho học sinh lớp 9 cũng được các bạn nhé. Cái này thì tương đương với gì nào? Đó là A cộng B bằng 2. A nhân B bằng 0. Các bạn học sinh lớp 9 có thể học cái khúc 6 này là được rồi. Vậy ở đây có trường hợp là A bằng. Ở đây là hai trường hợp A bằng 2 A bằng 2 B bằng 0 A bằng 0 B bằng 2. Ở đây ta họ hỏi mà nếu mà thử cái cặp số thì sẽ thử được, họ hỏi như thế này đang thử được các bạn nhé. Vậy giá trị nhỏ nhất đấy là P min bằng trừ 2. Vậy từ đây ta chọn đáp án là đây một bài toán mà không quá khó nhưng mà nó cũng phải quá dễ, mà đòi hỏi kỹ năng vận dụng có sự tích hợp giữa tam thức bậc hai, rồi là biến đổi biểu thức cấp 2, rồi đào hàm. Do đó đây là một cái bài toán có thể lấy 8 cộng và nó thuộc một câu vận dụng cao dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12, rồi lấy điểm 9 cộng 8 cộng các bạn nhé. Thì các bạn hãy đăng ký kênh của thầy để cập nhật các bài học thường xuyên. Trên kênh của thầy đây có cái danh sách phản lực vận dụng cao lớp 12 ấy, thì các bạn vào đó mà học nhá. Ngoài việc đợi chờ các video tiếp theo thì các bạn vào đó học trước đấy. Còn đợi chờ thì các cũng sẽ có, nhưng mà thì nếu các em học thì những cái video trước của thầy thì các em không được đến được các em, và các em phải học đi học lại nhiều lần các bạn nhá, thì mới hiệu quả được. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.